Hello, Hùng Quê mến chào chú anh chị các bạn. Hôm nay Hùng Quê đi ra đồng, đi trên đường gặp con máy cày nó đang bị lún. Chú quay chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn xem cho vui. Đây nó đang sới, nó bị lún rồi. Con này con nhỏ. Đây còn con da chánh của mình đây. Co 4.600 hai cầu đang sới ruộng nước chạy sau vô đây nó sập luôn, đang đi trên đường gặp ghé vô quay luôn chia sẻ cho cô chú chị các bạn xem cho vui. Giờ nó nằm đây nè, không đó, em này giờ lôi nó lên mình lôi không được, giờ nhờ trợ giúp em khác. Giờ mình em nằm ở giữa ruộng chơi vơi, đang chờ đồng nghiệp xuống trợ giúp kéo lên. Đồng này ở Hòa Thành, thị xã Hòa Thành. Ừ.